Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Văn Tùng và sau đây sẽ là một cái video clip mình nhận định về các cái cặp trận diễn ra trong tuần thi đấu này của cả Tiêu An lẫn Xu Thì đầu tiên bắt đầu với Xu ở tại giải đấu LPL thì với bối cảnh chung sau 6 tuần thi đấu, Xu hiện tại đang có được một vị trí không mấy an toàn là ở vị trí tạm thời top 9 tạm thời thôi các bạn. Bởi vì phía dưới đang có những đội tuyển như LGD đang có 6 điểm bằng với Suning này. OMG đang có 6 điểm này, một Royal Nevimap cũng đang trở lại với cái chuỗi 4 trận thắng liên tục với 5 điểm. Rồi ở phía trên cũng đang có mấy đội tuyển hơn một điểm đó là Jindong, BLG, WE, Reatum. Rồi Top Esports cũng như là OMG cũng đang gọi là cạnh tranh rất là khốc liệt ở cái vị trí nhóm 6 điểm nữa vì vậy thì Suning rất cần những cái trận thắng ở những cái lượt đấu còn lại để có thể chắc suất vào playoff nhất có thể thì tuần thi đấu này là một tuần thi đấu rất là quan trọng của Suning khi mà đối thủ của Suning ở tuần thi đấu này sẽ là hai cái tên tương đối mạnh là RNG và Fan Plus Phoenix à, hai cặp trận này là hai cặp trận của hai đội tuyển ở phía trên Su trên bảng xếp hạng và vì vậy nếu thắng được những đội này thì Su sẽ có được một cái sự cải thiện cực kỳ lớn về bảng xếp hạng Tuần thi đấu này nếu như Suning có được một điểm nó sẽ là một thành công dành cho họ. Phần còn lại thì Suning tôi xin điểm qua một vài những cặp trận mà họ sẽ phải đánh. Thì họ còn Vify, Thunder Talk và Realtum ở hai tuần thi đấu cuối cùng. Tuần này sẽ là Leaning và Fanplus Phoenix. Thì tuần này mà có được một trong hai điểm là rất ngon nhưng trong trường hợp đẹp nhất họ nên có được hai điểm. Leaning và Fanplus Plus hiện tại đang ở một cái thời điểm mà tôi nghĩ rằng Suning hoàn toàn có thể đánh bại được. Đánh bại được đối thủ hay không thì tôi nghĩ là phụ thuộc nhiều vào Suning nhiều hơn. Họ là những cá nhân mà chỉ cần đánh đúng với cái phong độ tốt của họ thì tôi nghĩ rằng họ không ngại những cái đội tuyển như là Lening hay Phanpluss. Mặc dù các bạn biết là hiện tại thì Lening và Phanpluss đều đang là đội tuyển có được cái thành tích rất là tốt. Đầu tiên về cặp trận với Lening, mình xin điểm qua trước về cặp trận Lening diễn ra vào chiều ngày hôm nay. Thì đây là một cuộc đụng độ mà... Hiện tại Ninh đã ngắt được cái chuỗi trận thua liên tục của mình ở khoảng thời gian vừa qua. Vừa rồi thì Linh Ninh đã có một cái chuỗi trận thua liên tục 3 trận. Sau đó họ mới thắng lại một trận. Và cũng là một chiến thắng cũng không mấy gọi là nhẹ nhàng một chút xíu nào cả ở cái ngày thi đấu cuối cùng của tuần thi đấu trước trước OMG với tỷ số 2-1. À, cặp trận này cũng là một cặp trận rất đặc biệt của Linh Ninh tại mùa này khi mà họ quyết định bung ra bộ đội đường dưới. Và khả năng cao là trong buổi chiều ngày hôm nay Linh Ninh cũng sẽ quyết định sử dụng bộ đội đường dưới mới ở trong cái phiên bản 11.13 này và đây là một sự chuyển biến tôi nghĩ là khá tích cực của linning ở phần còn lại của giải đấu có thể tạo bất ngờ trong cái cặp trận với suning bất ngờ ở chỗ là bộ đôi đường dưới đối phương đang là một ẩn số cặp trận gặp omg thì bên phía của linning uh, họ có một bộ đôi đường dưới đánh với nhiều những chất tướng xã thủ thuần tấn công trong tay của anh chàng lp và tôi không biết là anh ta có cái bể tướng đủ rộng để đánh những cái mẫu tướng như là dích khu đường dưới hay không còn đối với suning họ rất là sẵn sàng đánh những chất tướng như vậy rồi và tôi nghĩ rằng cái cánh mạnh nhất của suning vẫn sẽ là cánh trên trong khi đó những vòng đấu vừa qua tôi để ý bên phía của LNG thì họ lại đang có dấu hiệu muốn đánh xuống cánh dưới nhiều hơn và cụ thể là ngày thi đấu trước là họ quyết định đánh xoay quanh một đội đường dưới là anh chàng uh, LP và họ có một cái ngày thi đấu xoay cái cánh dưới rất là hiệu quả cũng như là cánh trên của họ đang có một người chơi đường trên ở mùa này đang có phong độ rất cao là Ale thì tôi nghĩ rằng cái cánh trên nếu như Suning đánh cánh trên tôi nghĩ rằng sẽ có những lợi điểm sau một là hạn chế được Ale của Lý Ninh. hai là tiếp tục duy trì được kiện thắng của Suning ở tại mùa này với đội hình này là giúp cho Angel cũng như là cả Bin có lợi thế nữa. Hai đường đơn bên phía của Lining là hai đường đơn cực kỳ đáng chú ý. Họ vừa bổ sung bộ đôi đường dưới rất mạnh nhưng mà họ cũng có hai đường đơn cực kỳ khỏe với Icon, với cả đường trên Ale nữa. Và bộ đôi đó đang có được những cái giai đoạn trở lại phong độ rất là tốt với phong độ carry của anh chàng Icon nữa. Rồi Ale hôm trước cũng có một màn carry rất là khủng khiếp với con Jack trong con trận gặp OMG. Thì tôi nghĩ rằng nếu như đánh cánh trên, chấp nhận để cho bên phía Linh đánh cánh dưới chấp nhận để hoan phân có thể gặp một chút những thiệt thòi dọn đi đường mặc dù tôi không nghĩ là hoan phân với phong độ hiện tại thì không có nhiều cái trở ngại nếu mà hoan phân đi đường tay đôi với xã thủ đối phương nhưng nếu như đánh trái cánh thì chấp nhận việc là có thể su ninh thua cánh dưới nhưng chỉ cần cánh trên bên phía su ninh có được một khởi đầu thuận lợi ở khoản giá ban đầu giúp bin có khả năng để lẻ tốt giúp angel có được cái khả năng tác động ban đầu tốt hơn thì tôi nghĩ rằng điều kiện thắng của xu ninh vẫn sẽ được đảm bảo và điều kiện thắng của bên phía Suning là như vậy. Còn điều kiện thắng của Liên là gì? Điều kiện thắng của là họ phải có được lợi thế sớm từ Tạc Giang. Tạc Giang cần phải có được những pha ganh sớm, lấy mạng sớm. Hoặc là các đường của Tạc Giang cần phải tạo đủ cơ hội để có thể băng trụ sớm giống những gì mà diễn ra ở tại cặp trận gặp OMG là họ băng trụ đường dưới rất hiệu quả ở khoảng thời gian ban đầu. Nhưng tôi nghĩ rằng với những chất tướng có khả năng phòng thủ ở khu vực đường dưới tốt của Suning ở khoảng thời gian ban đầu thì họ sẽ cố gắng không để điều đó diễn ra. Còn ngược lại thì cánh trên luôn luôn cần những lợi thế dành cho Bin và Angel. Những cá nhân này có khả năng carry team. Angel và Bin mỗi lần mà họ xanh, mỗi lần họ có lợi thế là họ có được cái khả năng carry team. Nhưng ngược lại nếu không có lợi thế họ sẽ đánh rất tù. Tôi không chắc lắm về bên phía của LG có muốn đánh đôi công cánh trên với bên phía Suning hay không. Bởi vì nó cũng là một cái lựa chọn tương đối mạo hiểm. Ngày hôm trước các bạn có thể thấy là bên phía của Suning đã có một cặp trận đánh với Gino Gaming và việc đánh đôi cánh trên với suning là một điều cực kỳ mạo hiểm đối với tất cả các đội ở tại LPL ở thời điểm hiện tại chứ không riêng gì bên phía của Lining cả vậy tôi đang có thiên hướng nghĩ rằng bên phía Lining sẽ cố gắng đánh ở cánh dưới nhiều hơn để đánh xoay canh bộ đội lp và keraya thì uh, cùng chờ xem là cái cặp trận này thì uh, Lining sẽ có chiến thuật như thế nào có đối pháp như thế nào đối với bên phía của suning còn đối với phong độ của suning thì uh, họ có thể thua rock rồi nhưng họ cũng có thể thắng jindow gaming với tỷ số là 2 không và tôi nghĩ rằng nó phụ thuộc vào phong độ cá nhân nó phụ thuộc vào cái ngày thi đấu hôm đấy thì những cá nhân suning carry họ thể hiện cái phong độ ra sao và tôi tự tin rằng nếu như đánh đúng phong độ thì suning hoàn toàn không hề ngại liên minh một chút xíu nào cả xét về từng con người xét về từng cá nhân và đặc biệt là cuộc đụng độ, độ của Sop với tạc răng thì đây cũng là hai người đi rừng cũng rất là kỳ cựu của liên minh huyền thoại rồi và cái độ hiểu rừng của cả tạc răng lẫn Sop cũng đều rất là đáng gờm nhưng mà nếu như xét riêng về các cái cá nhân có khả năng uh, landing thì tôi cũng không nghĩ là bên phía của Suning thua thiệt quá nhiều so với bên phía của LG và hoàn toàn có những cơ sở để thắng cặp trận này. Đây là cặp trận đầu tiên, còn cặp trận thứ hai trong tuần của Suning với Fan Plus thì uh, Fan Plus đang trong một cái chuỗi phong độ rất là khủng khiếp của họ. Họ đang có được 3 trận thắng liên tục và trong đó có những đội họ thắng cực kỳ mạnh như là gần nhất họ thắng To Esports, họ thắng Reatom, họ thắng LGD. Đây đều là những đội tuyển rất mạnh và đều đã bị Fan Plus đánh bại hoàn toàn. Cái điểm chung của những cái vòng đấu vừa qua của Fan Phoenix là ở chỗ họ có được khả năng carry trở lại của Arabic. Kể cả là Chris hay là không có Chris do vấn đề bệnh tật hay là do vấn đề chấn thương gì đấy thì tôi nghĩ rằng bộ đội đường dưới bên phía của Fan Phoenix vẫn đang có được phong độ trở lại rất ổn, đặc biệt là khả năng carry của Arabic đang giúp Fan trở lại. À, không những khả năng carry của Aerobics trở lại giúp cho bên phía Fan có thêm một đường carry mà nó khiến cho cái đường giữa của đơn bi cũng trở nên đa dạng hơn rất là nhiều là đơn bi không phải đánh những mẫu tướng carry như là Lee Sin hay là Akali nữa mà những vị tướng carry được đẩy lên khu đường trên cho Noguri đánh kỹ năng đường dưới là xạ thủ và đơn bi sẽ hướng đến các cái vị tướng đánh tác động hai bên cánh và hỗ trợ đồng đội nhiều hơn như là Klet như là Galio như là Orianna. nó đều là những cái mẫu tướng mà đơn bi có thể mang ra ở cái cặp trận cuối tuần với bên phía của Suning vào hôm thứ sáu có thể nó sẽ là một cái trở ngại về mặt chiến thuật bởi vì khả năng đánh hai bên cánh của con bài Klet hay là Galio của Donbi nó sẽ có những khả năng giao tranh rất là mạnh và cái đường dưới bên phía của Fabrus dạo gần đây lại có cái tỷ lệ thắng đường rất tốt ngày hôm trước tôi chứng kiến cái cảnh mà Erebic thắng đường cả bộ đường dưới của tôi Sport nữa và trong một cái chiến thuật mà đánh xoay canh cánh trên của bên phía Suning tôi nghĩ rằng đường dưới họ vẫn sẽ có thể gặp những cái khó khăn rồi việc đánh xoay canh cánh trên của Suning chắc chắn là sẽ khó hơn rất là nhiều so với những đối thủ như là Jin Dong hay là Linning ở chỗ là cánh trên bên phía Fan Plus với Nuguri là một trong số những người chơi có kỹ năng cá nhân rất cao việc thắng đường hay là đè bẹp Nuguri ở dạng đi đường và tìm kiếm lợi thế tối đa nó sẽ gặp rất nhiều những cái rào cản vì cái khả năng đi đường quá tốt của anh chàng Nuguri này chứ kể là bi với một phong cách đánh hỗ trợ cánh trên thì cái việc mà tác động lên cánh trên của bên phía Fan plus đối với Suning nó sẽ khó rất là nhiều và đây là cặp trận mà tôi nghĩ rằng cái tỷ lệ thắng của Suning nó sẽ thấp hơn so với cái tỷ lệ thắng trước bên phía của LNG những chuyện gì thì cũng có thể xảy ra à, nếu mà phong độ ngày hôm đó Suning đánh tốt tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể đánh ngang cơ với plus Phoenix ở trong một cặp B3 à, tuần này thì tôi nghĩ rằng nên có từ một điểm trở lên sẽ tốt nhất có thể một điểm là 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 ổn hai điểm là quá tốt hai điểm thì Suning sẽ có được tầm 8 điểm với cái bối cảnh cạnh tranh trực tiếp nó khốc liệt như thế này thì muốn có được vị trí top 10 an toàn thì nên có tầm 9 điểm tầm 9 điểm đến 10 điểm là an toàn còn nếu muốn bước chân vào top 6 thì tôi nghĩ khoảng nó nó sẽ khoảng chừng 11 đến 12 điểm trở lên tầm 11 điểm là mới may ra mới mon men vào được top 6 mà các bạn biết là hiện tại Suning đang có được cái thành tích là 6 tháng năm thua muốn lên được 11 điểm và vào top 6 vào top 6 thì được đặt cách vào thẳng cái giai đoạn vòng 2 của playoff thì phải thắng tất cả các trận còn lại đó là điều mà tương đối khó khăn và tương đối áp lực cho phía Suning nhưng bây giờ cứ cố gắng chiến đấu còn 5 vòng cố gắng đánh tốt cái tuần này nếu tuần này mà toàn thắng thì cái tâm thế đó sẽ giúp cho phía Suning có được cái sự tự tin và bước vào những cái tuần đấu cuối cùng một cách thoải mái nhất có thể và khi đã thắng được fan plus rồi tôi nghĩ là cũng chẳng ngại đội nào ở tại LPL ngoại trừ EDG nữa cả bởi vì plus hiện tại đang thực sự là một team rất mạnh và nếu như thắng thêm plus và Lining thì nó sẽ khẳng định một điều chắc nịch là suning là một đội rất mạnh và ở tuần thi đấu này thì tôi vẫn sẽ tiếp tục bình luận những trận đấu có suning tham gia à, tôi và hữu trung sẽ bình luận hai trận này suning Lining và plus cũng như là suning thì lịch trước mắt tôi nhận được là như thế tuần sau cũng có một cặp uh, nữa nhưng mà cái chuyện đấy thì để tuần sau tuần này đang là một tuần rất nặng và tôi hy vọng là với phong độ leo rank ổn của Sop cộng với các thành viên bên phía Suning cũng đang có được một cái đà phong độ rất tốt trong cặp trận gặp Jin Tông ở tuần trước thì họ sẽ có được cái màn trình diễn ổn ở tuần này để ít nhất có được một điểm trở lên và đó là những cái chia sẻ của mình về cái bối cảnh của Suning hiện tại họ vẫn đang rất cần điểm họ vẫn chưa phải là một cái đội tuyển ở một cái vị trí nó quá an toàn với sự cạnh tranh khốc liệt như thế này thì cứ xảy chân một trận là thấp thỏm một trận và rất hy vọng là Suning sẽ có được thành tích tốt ở những vòng đấu tiếp theo. Còn sau đây sẽ chuyển sang bên phía của T1. Thì đây cũng là một tuần thi đấu rất nặng của bên phía T1. Gọi là nặng thì cũng không hẳn nhưng mà nó rất là căng thẳng. Bởi vì vừa rồi thì đã có một cái sự thay đổi nhân sự rất là đáng chú ý của bên phía T1 ở vai trò huấn luyện viên. Rồi tuần thi đấu vừa rồi là một tuần thi đấu mà ngay sau khi thay đổi huấn luyện viên thì họ đã có một tuần toàn thắng. Nhưng mà những chiến thắng của T1 ở tuần thi đấu vừa rồi là một trận trước kt thì hiện tại kt đang rất là yếu thì cũng không phản ánh được nhiều trận đánh với dk thì cũng có một vài điểm yếu nhưng mà nhìn chung đây là một trận thắng thể hiện được cái phong độ hiện tại đang rất ổn của các thành viên T1 tạm thời thì chưa có bị ảnh hưởng nhiều lắm từ tâm lý tuyển thủ khi mà huấn luyện viên uh, ra đi tôi vẫn nghe máy check và tôi vẫn thấy T1 có một cái tâm lý thi đấu cũng tương đối lạc quan tôi nghĩ là tôi đánh giá đó là tâm lý thi đấu rất là lạc quan của họ nhưng mà vấn đề về huấn luyện viên sẽ là vấn đề mà nó bị uh, tác động trong dài hạn. cái này tôi cũng chia sẻ trên livestream hay là trong các cái buổi phân tích thì tôi cũng có chia sẻ là trong ngắn hạn thì có thể gặp một hai đội tuyển thì sẽ chưa chưa vấn đề gì cả. nhưng mà đánh đường dài và đánh dài hạn thì không sớm thì muộn họ cũng sẽ bị bộc lộ điểm yếu và đối phương có thể sẽ khai thác được những cái yếu điểm trong khâu ban pick của họ khi không có những huấn luyện viên làm việc từ đầu mùa đến bây giờ. những huấn luyện viên đó từ team hai đẩy lên thì tức là từ đầu mùa giải đến bây giờ có thể họ không có được quá nhiều thời gian Tôi không nói chuyên môn họ yếu, nhưng họ khi mà cái thời gian mà họ tập trung cho cái giải đấu hạng 2 của Hàn Quốc, sau đó họ tay ngang họ sang họ làm giải hạng nhất. Thì đôi khi họ vẫn có xem giải hạng nhất nhưng mà cái lượng thời gian họ phải san sẻ giữa hai giải nó sẽ khiến cho cái lượng thông tin họ nhận được nó chưa thực sự là đủ đầy để họ có thể ngay lập tức làm tốt được công việc đó. Họ sẽ cần một chút thời gian. À, đây là tuần rất là thử thách trên phía T1, cũng là một tuần mà nếu như T1 cũng giống như Suning vậy, nếu T1 thắng trận hai trận tuần này, họ sẽ có mặt tại top 4 gần như là xua sure kèo rồi. Bởi vì các bạn đang tưởng tượng hiện tại Suning à, nhầm, T1 đang có được 7 trận thắng và 5 trận thua. Nếu họ thắng cả Listenock và Africa tuần này thì họ sẽ lên có số 9 điểm. Và 9 điểm thì tỷ lệ top 4 là rất cao. Bởi vì họ không những đẩy điểm của mình lên mà họ còn đẩy cả Listenock và Africa xuống nữa. Đây là hai đội tuyển cạnh tranh trực tiếp cho bảng xếp hạng. Phần còn lại thì T1 còn phải đối mặt cùng với một đội đứng trên mình nữa là Gen. -Z. Còn lại đa phần còn lại tất cả các, các trận còn lại đều là gặp những đội tuyển ở khu vực cánh dưới này cả và những đội tuyển này thì hiện tại đang thể hiện được cái, cái phong độ nó không thực sự ổn định đối với africa thì các bạn có thể thấy là cặp trận đầu tiên của quan sẽ là hôm thứ năm nha anh em nhé uh, trận này thì tôi không bình luận tv và africa thì các bạn thấy là tuần thi đấu trước thì africa uh, thậm chí còn uh, để thua cả fred Beyond. trận này tôi bình luận trận africa fred tôi bình luận đây là một cặp trận mà cá nhân tôi thấy họ trình diễn một lối đánh cực kỳ bị động và phụ thuộc quá nhiều vào khả năng carry của Kim Họ đánh rất bị động, họ ban pick cũng rất bị động với một cái đội hình mà họ cứ chỉ chờ kin làm một cái gì đó thực sự xuất sắc, do đó thì họ thua Ferris với một ngày thi đấu 0-2. Đây là một thành tích cực kỳ tệ của Africa và cho thấy được cái sự bất ổn của họ. Và tôi nghĩ là với phong độ hiện tại thì T1 dư sức có khả năng đánh bại được Africa. Chỉ cần họ ban pick uh, thuận lợi và tôi nghĩ rằng cái, với cái bể tướng của T1 hiện tại thì họ cũng không gặp vấn đề trong không ban pick quá nhiều đâu với những cái chất tướng như là Gumayoshi có thể đánh ở tại khu vực đường dưới thì nó có vừa có khả năng đánh Zik, vừa có khả năng đánh virus vừa có khả năng đánh những hyper carry như Zing hay là Aphelios nói chung Gumayoshi hiện tại là một xã thủ có thể gọi là toàn diện bây giờ thì cái khả năng giữ vị trí và đánh giao tranh của Gumayoshi nó được đẩy lên một tầm cao mới cái áp lực landing của Gumayoshi thì vẫn còn nhưng tôi <laughs> nghĩ có thể họ sẽ cân nhắc ban Zik đi nó là con rất là khó chịu và nó anti những xạ thủ thuần như là Aphelios hay là Varus khu vực đường dưới. Và tôi nghĩ rằng để phát huy tối đa sức mạnh của Graves thì nên cho anh ta đánh xạ thủ. Còn đối với Honor thì trong ngắn hạn hai cặp trận vừa rồi thì Honor ở cặp trận gặp KT thì không nói rồi, trận đấy quá thăng hoa rồi. Nhưng cái cặp trận gặp DK thì cũng có một game bị Cannon out jungle hơi nặng tức là vẫn sẽ còn những cái yếu điểm của một tân binh như Honor ở mùa giải này. Honor đã debut từ mùa xuân nhưng mà thời gian thi đấu chính thức cho đội hình bên phía Tiêu cũng không nhiều, Nên kinh nghiệm chinh chiến cũng chưa hẳn là quá tốt. Nhưng mà nếu như các đường bên phía Tiêu thể hiện được cái phong độ đi đường ổn như đường dưới đang đánh ổn này, đường trên Kana chỉ cần đánh kỹ năng tốt giống như hôm trước đánh với DK thôi là đã có rất nhiều cơ sở để có thể Uh, Oner triển khai những cái lợi thế sớm và Oner tôi nghĩ là những người đi rừng trẻ họ thường xuyên muốn làm điều đấy họ muốn có các đường thắng để có thể triển khai cái lối đánh tấn công của mình và đường giữa thì Faker hiện tại vẫn đang một cái phong độ uh, khá ổn định và tôi nghĩ rằng cũng chưa đến mức có bị thu đường hay gì cả vẫn đang là một cái phong độ mà khá ổn định là một cái điểm tựa ở khu vực đường giữa để team có thể thoải mái đánh ở hai bên cánh và hỗ trợ cho hai bên cánh được thì nếu phải có thắng đường thì có thể hỗ trợ thêm hai bên cánh cho việc thắng đường nữa và điều kiện cần vẫn là phải đi đường thắng phải duy trì cái điểm mạnh của thi quan ở cái thời điểm hiện tại là đi đường thắng và từ đó giúp cho nó có thể triển khai cái thế trận đầu trận nó tốt hơn rồi đến cái khâu snowball thì họ cũng đã ít phạm sai lầm hơn rất là nhiều so với cái trận lượt đi thì tôi nghĩ rằng đối thủ africa không phải đối thủ quá là khó chịu còn lisbon Bắc cũng vậy thì cũng là đội, thủ, đội tuyển đứng ở ngay phía dưới T1 thôi. Nhưng mà cái độ bất ổn của họ ở mấy vòng đấu vừa qua thì nó cũng thể hiện rất là rõ ràng. Và mặc dù gần đây thì họ mới thắng nhưng mà cái trận thắng của Lisbon ở tuần thi đấu trước là thắng đội tuyển Best Bang Next cũng không gì đáng chú ý cả. Trước đó thì tôi thấy là Lisbon còn để thua cả Africa nữa cơ. Và cái vấn đề của Lisbon thì rõ ràng là họ cũng có phần phụ thuộc rất là nhiều vào cái phong độ carry của anh chàng Summit. Và Nhìn chung thì tôi nghĩ rằng hiện tại bộ đội đường dưới bên phía T1 đang là bộ đội đường dưới cực kỳ đáng chú ý. Ở ờ, những tuần như thế này thì nó không có những trận siêu kinh điển của những đội tuyển top 4. Tuần thứ 9 trở đi mới có những trận siêu kinh điển trong top 4. Ờ, T1 và Gen.G. và Gen.G DK nữa. Còn những tuần như thế này thì chỉ là những đội tuyển nhóm trên đánh với nhóm dưới hoặc là nhóm giữa đánh với nhau chứ không có những trận siêu kinh điển. Và vì vậy tôi nghĩ rằng ở những cái cặp trận này thì bộ đội đường dưới T1 đang là một trong số những điểm tựa cực kỳ vững chãi. Keria và Gumayusi đang là hai cá nhân có cái độ ổn định ở không đi đường rất cao và chỉ cần Kana duy trì cái sự ổn định nó giống như bộ đội đường dưới thôi thì những người đi rừng trẻ như Honor tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều đất diễn và áp lực cho Faker cũng không phải là quá nhiều khi mà hai đường cánh đã thi đấu tốt thì cái áp lực dành cho người chơi đường giữa nó chỉ là việc là làm sao duy trì được cái thế hòa lên không đường giữa hoặc cố gắng hỗ trợ thêm cho hai bên cánh trong việc thắng lên thì nó cũng sẽ không không đặt nặng cái vấn đề là Faker sẽ phải gồng gánh phải carry hay là phải cố gắng ôm farm ở mid để có thể carry game cho bên phía T1 thì tôi nghĩ rằng cái cái cửa T1 tuần này sẽ khá là sáng mặc dù hai đội tuyển à, đối mặt sẽ là hai đội tuyển đứng ở ngay phía dưới và nếu như tuần thi đấu này thuận lợi và thắng được thêm hai trận nữa thì cái số trận thắng của T1 sẽ đẩy lên con số là bốn trận và chắc chắn là với cái lượng điểm đó thì họ sẽ có mặt ở vòng playoff một cách xua sure kèo chỉ là cố gắng uh, hạn chế sai lầm trong khâu snowball, duy trì phong độ ổn định đi đường và các huấn luyện viên cùng với tuyển thủ cố gắng cố gắng làm việc chung với nhau để có thể am hiểu nhau nhất và chuẩn bị cho cái phần còn lại của FCK chắc chắn là vẫn còn khó khăn ở tại vòng playoff cũng như thành tích mùa xuân thì cũng chưa phải là quá tốt để chắc chắc vé đi chung kết thế giới hay gì cả. Thế nên là mùa giải mà tập thể của CLB vẫn cần phải nỗ lực rất là nhiều ừ, về dài hạn tự nhiên vẫn sẽ có những điểm yếu đến từ việc không có được huấn luyện viên làm việc từ đầu mùa đến bây giờ là cái thứ nhất cái thứ hai là điểm yếu đến từ tân binh honor nữa tức là trong những game mà lỡ mà tiêu thua đường á. thì có thể honor sẽ bị bộc lộ rất rõ điểm yếu là sẽ cũng sẽ bị tù thôi cũng sẽ bị tù thôi kể cả những người đi rừng lâu năm mà vào cái thế thua lên đấy thì cũng không nhiều người xử lý tốt được chứ đừng nói là những tân binh như honor thực sự nó sẽ là một áp lực rất là lớn cho tân binh này ở cái phần còn lại và dù sao thì phía sau cũng đang có cớt nhưng mà cớt thời điểm hiện tại tôi nghĩ rằng đang cần thời gian để nghỉ ngơi chính chính vì việc Honor ngồi phía sau và theo dõi cướp thi đấu nguyên thời gian vừa qua thì Honor mới có được cái khả năng gọi là thi đấu nó nó ổn định như ở như ở cái tuần thi đấu vừa rồi tôi nghĩ là như vậy thì cướp cũng cần một khoảng thời gian như thế để ngồi phía sau để xem lại những cái diễn biến rồi khi mà team quần thì có thể cướp sẽ trở lại đội hình xuất phát để có thể giúp T1 có thể tích tốt nhất tại mùa này đây là chia sẻ về tuần thi đấu thứ bảy của cả LPL lẫn LCK của cả T1 lẫn Suning tôi nghĩ rằng chắc là các bạn chỉ quan tâm hai đội tuyển này là chủ yếu và cá nhân tôi thì vẫn đang có những cái tín hiệu rất là lạc quan cho thi an tại tuần này còn Suning thì tôi nghĩ rằng họ sẽ cố gắng kiếm được ít nhất là một điểm. Còn nếu như cả hai toàn thắng ở tuần này thì nó là một tin quá mừng rồi. Đầu mùa đến giờ thì có rất là nhiều điểm chung của cả hai đội. Và đến thời điểm hiện tại thì cả hai đang đều đang có phong độ rất là tốt nữa. Tuần sau cũng là tuần thi đấu có điểm chung ở chỗ là cả thi an lẫn Suning cũng chỉ đánh có một trận thôi. Họ chỉ đánh có một trận thôi, nhưng mà tuần này là một tuần mà cả hai đều đặt cái quyết tâm của mình nó rất là cao với những đội tuyển được gọi là cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng cũng như là nó sẽ là thúc thử cho cái phong độ hiện tại của họ có thực sự là tốt như vậy hay không và cái độ ổn định về phong độ của họ sẽ đến đâu nữa. Trên đây là chia sẻ của Văn Tùng về tuần thi đấu thứ bảy của giai đoạn vòng bảng LPL cũng như là LCK mùa hè 2021. Rất là cảm ơn anh em vì đã theo dõi và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho cái giải đấu LCK tiếng Việt cũng như là LPL Việt Nam Official và tuần này thì tôi có bình luận một trận T1 đó là T1 đánh với à, Tôi sẽ bình luận hai trận Suning đó là Suning với Fanplus và Suning với LiNing và hy vọng là mọi người sẽ theo dõi cũng như là trong các cái buổi livestream của Văn Tùng thì nếu như mà có những cái trận đấu hay thì Văn Tùng vẫn sẽ cố gắng review reaction bên cạnh cái tiết mục cắt ranh hàn để uh, theo dõi Faker cũng như Smell ranh nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin chào tạm biệt, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo của Văn Tùng.